và xin chào bác quay trở lại kênh YouTube của Mario. Thì ngày hôm nay quay trở lại kênh của em có gửi từ các bác cái chiếc đầu rẻ mã Pioneer N50 có tên là Network Audio Player N50. Thì xin chia sẻ với bác một chút là trong cái thời gian qua thì em có lên trên mạng thì thấy một bác bán đồ Trung Quốc thì có nói là nói chung là nói rất nhiều không hay về con này, nói chê rằng tính năng cũ cổ điển này kia rồi không còn phù hợp. Và bây giờ đồ Trung Quốc đã có rất nhiều những cái sản phẩm nó có tính yếu tố là công nghệ nhiều và thời thượng và không nên chạy theo hãng. Thì em xin chia sẻ với các bác rằng có thể bác ấy chưa trải nghiệm nhiều với những sản phẩm về các dòng rẻ mã. Thì để mà nói rằng đầu rẻ mã bây giờ phân khúc 10 triệu, em nói cái chiếc Pioneer 50 này có giá 10 triệu các bác nhá. 10 triệu để mang ra một cửa hàng nào đó mua một cái chiếc đầu rẻ mã có những chức năng tương tự như là rẻ mã qua optical từ TV xuống này, có cổng USB này, rồi có cổng USB DAC từ máy tính sang này, cổng USB DAC với là cổng có thể đánh giá cao các bác nhá, thì gần như là không có sự lựa chọn nhiều, rất là ít và hiếm. Và tất nhiên là đồ Trung Quốc thì sẽ có rất nhiều tính năng cho chúng ta lựa chọn và mức giá rất là rẻ. Thì các bác đã chơi nay 20 năm nay các bác biết là cái đồ Trung Quốc thì rẻ đi kèm với lại nhiều công năng thì các biết chất lượng nó sẽ như thế nào rồi. Để cái điều đó thì em không cần phải chứng minh mà có rất nhiều bác đã biết tới. Trong đó em cũng là cá nhân em đã dùng rất là nhiều đồ Trung Quốc. Tất nhiên là mình không phủ nhận độ tốt của nó nhưng mà để nói về đồ công nghệ thì bây giờ như các hãng lớn như Apple hay là Samsung hay là những sản phẩm cao cấp thì đều có yếu tố Trung Quốc ở đây, nhưng mà những cái thương hiệu không có tên tuổi, em nói nhấn mạnh là những thương hiệu không có tên tuổi mà mức giá vô cùng rẻ mà các bác đang sử dụng gọi là đầu rẻ mã, thì em khuyên các bác là nên cân nhắc trước khi mua. Bởi vì thứ nhất là gì, công năng thì nghe có vẻ nhiều, có vẻ 32 bit, có vẻ là ổ cứng này kia, nhưng mà thứ nhất là chất âm sẽ không cho chúng ta như mong đợi, tính ổn định không cao, đó là điều chắc chắn. Không có khách hàng của nhà em đều những người rất thông minh và họ đã trải nghiệm rất là nhiều, nhất là trên hội yêu nhạc số thì người ta sẽ mua của nhà em rất là nhiều và người ta biết được rằng cái giá trị sản phẩm nó nằm ở đâu các bác nhá. Giá trị sản phẩm ngoài cái việc là thương hiệu là tại sao người ta có thương hiệu, người ta đã phải nghiên cứu rất nhiều năm, đưa ra rất nhiều mẫu mã để thị trường đón nhận và khách hàng trải nghiệm thì họ mới có thương hiệu. Đấy là điều đầu tiên, chứ không phải những sản phẩm mà Trung Quốc mẫu mã đẹp mắt xong bây giờ cũng là đầu rẻ mã xong cũng 32 bit giá có 1-2 triệu về cái tung hô thần thánh, thì điều đó đều không bao giờ có các bác nhá, điều chắc chắn em khẳng định không bao giờ có. Hôm nay thì nói kênh một chút như thế thôi, thì bây giờ quay trở lại sản phẩm của nhà em. Pioneer 50, một trong số đầu rẻ mã phân khúc gọi là hàng trung cấp và thấp cấp, mức giá là 10 triệu. Với 10 triệu thì các bác có được những cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có cổng USB, cổng này thì sẽ nhận ổ cứng ở dung lượng thấp thôi, ổ cứng khoảng 500GB thôi các bác nhé. Và ngoài ra thì họ có thể đọc ở USB. Tiếp đến chúng ta sẽ có những công năng như sau, có một màn hình hiển thị lớn để các bác có thể nhìn được tên bài hát này, tên đuôi nhạc này nó để nhạc MP3 và chất lượng là 320KB. Tiếp đến chúng ta sẽ có gì? Khả năng kết nối Bluetooth, rồi cổng Digital In USB. Đây mới là cái cổng mà em nói đánh giá cao này. Đầu rẻ mã mà các bác sử dụng, các bác cần phải có cổng này. Rẻ mã là gì? Rẻ mã là chuyển đổi tín hiệu nhạc số, tức là tín hiệu digital sang tín hiệu analog, gọi là DAC đấy. Digital convert digital analog convert ấy, thì nó gọi là đầu rẻ mã. Chứ nó không có gì là gọi là siêu sao cả. Thì cổng này cổng quan trọng này. Rồi có đường rẻ mã tín hiệu từ đường optical xuống, từ trên TV xuống. Thì hầu hết các thiết bị rẻ mã bây giờ đều thiết bị nào cũng có cái này thôi. Và cổng coaxial đó thì nôm na là các bác khai thác cả cái mic receiver nữa. Mic receiver này thì chúng ta sẽ phải, cái này là một cái tính năng các bác nhá, các bác phải có thêm một cái ổ NAT nữa. Ổ NAT tức là cái ổ cứng ấy, chứa một cái kho nhạc nào đó kết nối chung mạng với cái thiết bị đầu rẻ mã N50 này, và hai cái thứ nó thông dây mạng với nhau và con N50 nó sẽ vào trong đó để nó lấy nhạc ra phát. Nó tương tự như kiểu ổ cứng thôi nhưng mà nó lại đa dụng hơn và thông minh hơn, dùng sẽ khó hơn một chút đó, nôm na như vậy. Thì bây giờ em sẽ quay các bác xem mặt sau đối với thiết bị này N50 này. Thì thực ra là 10 triệu thì chúng ta cũng khó để đòi hỏi nhiều thứ hơn với trong tầm tiền, còn đồ Nhật thì nó luôn là một cái gì đó có được sự đánh giá cao từ của cả thế giới rồi, chứ không riêng gì Việt Nam bây giờ. Và Trung Quốc cũng là một thị trường được yêu thích đồ Nhật, bởi vì là những thương hiệu của Pioneer hay là Đề Nông hay là Ma Răng thì thực ra Trung Quốc họ rất là thích dùng.
Cái điều đó cho thấy là khi mà các bác search những sản phẩm này ở bên các cái trang mạng Trung Quốc như Taobao hay là những trang mạng nổi tiếng như là 1688 ấy, vân vân, thì ở Trung Quốc giá cả cũng rất là cao, không hề có rẻ. Nếu mà có rẻ thì Việt Nam mình đã mua được rất là nhiều. Giá cả ở Nhật như nào, ở Trung Quốc khả năng còn cao, thậm chí bằng thế hoặc là hơn thế. Ở tiếp ở đây chúng ta sẽ có là gì? Ở phía sau các bác nhìn nhá, có cổng digital in này, bao gồm cổng optical, các bác cắm TV này, và Casio này thì các bác có thể cho em một cái cục Ugreen 40855 để các bác kết nối Bluetooth. Ở phía sau này thì chính là cổng USB PC DAC để các bác cắm từ máy tính sang. Đây là cổng mà em nói mạnh, chứ còn nếu mà chơi từ ổ cứng hay USB vào thì vẫn là bình thường. Chơi từ máy tính sang như thế này, có phần mềm đọc nhạc hỗ trợ, đọc nhạc DSD ở máy tính sang là hay nhất. Ở phía bên cạnh chúng ta sẽ có cổng analog out để các bác kết nối, và đặc biệt là con này có đường LAN để các bác kết nối dây mạng cho nó. Tất nhiên là các thiết bị đầu giải mã hiện đại bây giờ thì nó đều wifi rồi, nhưng để có wifi thì những thiết bị có khoảng giá trị vài chục triệu, 15, 20 triệu khoảng như thế thì nó mới có những cái chức năng như thế. Còn khoảng 10 triệu đổ lại chúng ta chấp nhận dùng mạng LAN, và các bác kết nối được AirPlay các bác nhé, AirPlay từ Apple vào thì nó cũng có thể thay cho Bluetooth được, và chất lượng truyền tải khá là hay và nhanh. Ok, nôm na là như vậy. Thì để các bác có thể hình dung rõ hơn, những sản phẩm của Nhật Bản họ làm thì họ đều chỉnh chu về chất lượng ngoại hình và đi sâu vào các linh kiện bên trong. Còn các sản phẩm của Trung Quốc thì các bác biết rồi, bắt mắt thì tất nhiên là vừa rẻ vừa đẹp thì tất nhiên là giá trị của nó sẽ không thể cao được, đó là điều em khẳng định. Còn nếu mà nó đã có cái thương hiệu ở thị trường thì chắc chắn là tất cả các bác cũng sẽ đón nhận thôi. Tuy nhiên là em chưa thấy sản phẩm nào ở trên thị trường, nhất là trong hội yêu nhau số, các bác trải nghiệm những cái sản phẩm có đầu giải mã khoảng 1-2 triệu thì em nghĩ các bác không nên mua. Một là gì, lãng phí, hai là về một thời gian có thể hỏng rất nhanh hỏng, đó là điều em khẳng định, cũng như cá nhân em, khách hàng của em đã từng trải nghiệm các bác nhá. Tiền nào sẽ đi đó với vải đấy thôi. Đây là cái câu chuyện chia sẻ của em, của cá nhân em trên cái video này để gửi tới các bác. Chúng ta bán đồ thì chúng ta các bác cái chê đồ của Nhật nó không tốt thì nên 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 cân nhắc lại, nên sử dụng trải nghiệm nhiều hơn các sản phẩm của Nhật Bản. Ok, và mời các bác cùng lắng nghe sản phẩm này, và bác nào quan tâm tới sản phẩm này muốn mua hàng thì hãy liên hệ với số 0964 801493 với mức giá là 10 triệu và bao ship toàn quốc, điện 100V các bác nhá. Ok.